Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay 17 tháng 1 năm 2024. Theo khảo sát, giá cá ếch lưng khu vực miền Tây tiếp tục biến động nhẹ. Theo đó, tại các tỉnh như Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Tiền Giang, giá cá tra thương phẩm xu hướng tăng từ 26.000 đến 27.000 đồng 1 kg. Giá cá tra giống mẫu 30-35 con cũng tăng cao, đặc biệt tại An Giang, giá từ 33 đến 35.000 đồng 1 kg. Giá cá lóc tại Trà Vinh, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long đang có xu hướng giảm nhẹ do thị trường đang chậm lại. Giá từ 29.000 đến 33.000 đồng 1 kg size 500 g trở lên. Cá lóc giống có giá từ 80 đến 120.000 đồng trên kg. Ếch thịt tại khu vực Đồng Tháp, Hậu Giang, Cần Thơ lại có xu hướng giảm nhẹ, giá từ 43 đến 47.000 đồng 1 kg. Giá ếch giống loại 5 g một con có giá 80 đến 95.000 đồng 1 kg. Giá cá điêu hồng khu vực Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và Hậu Giang có giá ổn định. Loại cá thịt 600 g giá từ 28 đến 31.000 đồng 1 kg. Cá điêu hồng giống có giá từ 26 đến 28.000 đồng. Giá cá trê vàng loại cá thịt 6-7 con 1 kg tại miền Tây có giá giảm nhẹ 36.000 đến 38.000 đồng 1 kg. Tại khu vực Đồng Tháp, giá cá rô phi tăng nhẹ từ 35 đến 37.000 đồng 1 kg loại cá thịt 500 đến 600 g. Giá cá rô tại khu vực Cần Thơ và Hậu Giang loại cá thịt 3 đến 5 con 1 ký có giá tăng nhẹ 41.000 đến 42.000 đồng 1 kg. Giá cá thác lát tại Hậu Giang, An Giang có xu hướng giảm, giá từ 70 đến 72.000 đồng 1 kg. Tại Hậu Giang và các tỉnh lân cận, giá lương thịt đang có xu hướng giảm, giá dao động từ 76 đến 80.000 đồng 1 kg tùy cỡ và màu. Mời quý bà con xem giá cá sạc rằng, giá cá kèo cùng thông tin cụ thể theo bảng giá sau. Về chi tiết giá cá, giá ếch, giá tôm thẻ, giá tôm sú hôm nay, mời quý bà con tiếp tục theo dõi liên kết tại phần bình luận của bản tin nhé. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.